lệ. Nhục chi ta trong một chuyến ra đi, vầng trăng kia đang liền tắt dưới mi. Kia trước mặt dòng Anoma xanh gì, đừng khóc nữa, lên ngựa đi xa nặng. Kỷ vật này xin trao lại phụ vương, xin người đừng tâm kiếm kẻ xuất gia. Sẽ hội ngộ khi nào ta đắc đạo. Xa nặng ơi, chúng sanh con điên đạo, con đắm mình trong tư khổ vô minh. Thì người ơi, ta cần phải hy sinh, chúc hạnh phúc mong manh, mưu cầu cho chúng sanh. Từ lúc đó trên đường đi tìm đạo, một bóng người trong mảnh áo tạ tơi, hướng từ tâm vào hành nguyện độ đời. Người đi mãi trên con đường giải thoát. Hôm nay tôi cũng giảng về tứ niệm xứ, nhưng mà tôi xin thưa một chuyện. Thì tôi từng nói với Phật tử đó, với Tăng Ni và Phật tử thông cảm cho tôi. Thì tôi nói là có khi đủ hết kinh Bắc, bên Bắc Tông, bên Nam Tông, và có thể ở ngoài nữa, chẳng hạn như Trang Tử, Lão Tử, Kích Na đó, tôi làm hết. Nghĩa là làm sao cho nó sáng tỏ thôi. Sáng tỏ là sao? Là áp dụng vào trong đời sống thực tại của mình, đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả. Thì theo tôi có đó là đúng. Dù Phật nói, dù đứa con nít nói, thì miễn sáng tỏ, tức là sáng tỏ ngay trong đời sống mình. Đạo Phật là đạo của cuộc sống. Cuộc sống đau khổ mới có đạo Phật. Còn nếu cuộc sống mà sung sướng là không có đạo Phật. Mà chúng sanh thường tưởng là bốn đường ác là đau khổ, còn bốn đường thiện là người trời, dục giới, sắc giới, vô sắc là hạnh phúc. Thì Đức Phật ra đời, cái đó cũng nằm trong đau khổ. Cho tới thánh nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, cũng còn dần nằm trong đau khổ. Chỉ có mình A-la-hán thôi. Mà thời của Thái Sử Siddhartha chưa có đạo Phật, có 62 tôn giáo mà trong kinh đừng kêu là ngoại đạo. Chúng ta tưởng là ngoại đạo là xấu, thực ra nó không phải xấu. Đạo là con đường giải thoát, ngoại đạo là ngoài con đường giải thoát, tức là không đưa tới chấm dứt hẳn luân hồi sinh tử khổ, mà chỉ thay thế thôi, tiến hóa, thấy không? Thành ra cải sửa. Thì từ xưa giờ chúng ta nghe nói tu là cải sửa, chứ không nghe nói tu là nhận lại cái bất tử, nhận lại niết bàn. Mà chữ nhận lại đây có nghĩa là không có thầy, không có bổn sư, không có kinh điển. Thì ở trong kinh bên Nam Tông cũng thường nói đó, Thế Tôn tức là Thái Tử Siddhartha Si Thành Phật đó, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bên Nam Tông cũng vậy. Nhưng mà cái hiểu biết của người ta tưởng là chỉ có Thái Tử Siddhartha thành Phật, Ngài mới tự ngộ. Theo tôi thì không phải vậy. Bất cứ ai cũng vậy. Nếu muốn thành Phật, muốn nhận lại cái Phật tánh, thì phải tự mình, chứ không thể nương vào văn tự, không thể nương vào ông thầy, không thể nương vào ai hết, mà phải tự lực mình. Có một sự trăn trở, một sự thao thức, một sự tha thiết, và phải nhờ thầy sáng bạn lành. Và mình phải là con người thông minh. Mà thông minh theo tôi nghĩ trong tinh đó, tức là ít nhất cũng phải nhị thiền, sắc giới, và tam thiền, tứ thiền. Còn cõi người trời vẫn có thể đắc quả nhập lưu được, nhưng mà rất khó khăn. Thành ra đạo Phật là giới, định và tuệ. Còn theo bên Đại Thừa, A-la-hán cũng chưa có thoát khỏi khổ đâu. Chỉ có Như Lai thôi.
Còn bên tiểu thừa, tức là thường thường, cái danh từ kia là bên Nam Tông, thì A-la-hán là hết khổ rồi. Còn Bắc Tông A-la-hán vẫn còn khổ. Hết cái khổ cho cá nhân, nhưng mà chúng sanh còn bời bời trong đau khổ, thì vị A-la-hán cũng chưa nằm yên được. Phải ra tùy thuận, đi vào cái khổ cảnh, để giáo hóa một chúng sanh một cõi, nhiều chúng sanh nhiều cõi, thì đó gọi là Bồ Tát Thánh. Cái vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi, thì đây mới là Như Lai, đây mới chấm dứt hạn khổ. Thì thôi, có đó chúng ta bàn qua lúc khác. Chúng ta có nhân duyên gặp nhau, chúng ta đã đi sâu. Thì hôm nay tôi nói đại khái là cái giảng hôm nay, tôi giảng hơi khác một chút. Thì từ khi mà Thái tử Siddhartha đi tìm đạo, gặp hai ông thầy cuối cùng là cao nhất ở Ấn Độ, đó là ông Quốc Đồng Lâm Phất và ông A-la-la. Một ông dạy cho ngài là vô sở xứ, thì ông cho rằng bằng với A-la-hán. Một ông dạy cho ngài phi tưởng, phi tưởng, thì cho rằng mình bằng với Như Lai. Nhưng mà sau khi Thái tử nhập định 7 ngày, thì ngài thấy hớ không có đúng. Như Lai thì giống Như Lai, nhưng mà dỗm thôi. Cái đó là cái khó mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thường kêu là ngũ ấm ma. Thì tôi thí dụ thì quý vị biết là nó khó. Thành ra thời buổi này người ta lọt vào ngũ ma rất nhiều. Các cõi trời, chẳng hạn như phi tưởng, phi tưởng vô sở xứ, là tương tự như A-la-hán và Như Lai. Thì thật sự là tương tự đấy. Thành ra khó phân biệt. Thì giống như hai ly nước vậy. Trong kinh có thí dụ đó tôi thấy hay. Một ly nước lọc hết cặn cáo, một ly nước còn đầy cặn cáo. Khi để hai ly nước gần nhau mà định, tức là chỉ đấy, tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu, thì tất cả cặn cáo này chìm ngủ ngầm ở dưới. Còn ly nước của bậc thánh nhân là không có cặn cáo, không phải lọc. Hai ly nước để gần nhau mà khi nhập định, tập trung kỹ mạnh lâu sâu, thì hai ly nước nó trong giống hệt nhau. Chúng ta không thể phân biệt được. Quý vị về lấy hai ly nước, quý vị làm thử coi. Ly nước quý vị lọc hết cặn cáo, không còn cặn cáo nữa. Còn một ly vẫn còn cặn cáo, để nó yên, nó lắng xuống dưới. Thì cái trong của hai ly nước giống hệt. Thì các vị tổ xưa nói cái đó là ly nước có cặn cáo là ngũ ấm ma. Ma đấy. Còn ly nước mà đã lọc hết rồi thì đây là bậc thánh. Nhưng mà nhìn bề ngoài, khi các ngài nhập định rồi, kỹ lâu sâu thì nó tương đương với A-la-hán, tương tự. Chứ không phải dùng chữ tương đương được, giống giống. Cũng như bây giờ đồ giả vậy. Thì quý vị mà không có mắt tinh vi đó, người bán thì ít lầm, mà người mua thì bị lầm. Nó giống hệt thôi. Nhưng mà khi về xài thì mới biết giả. Khi mà đụng chuyện đó, ra đụng cuộc sống, thì cái ly nước mà để nó lọc cặn cáo xuống đó, nó sẽ đục ngầu. Tức là các cõi trời đó khi mà đụng cảnh thì sẽ sa đọa. Thì trong kinh nói rằng Quốc Đầu Lâm Phất là cõi phi tưởng, phi tưởng. Thì lúc ông nhập vào cái định đó đó thì nó tương tự Như Lai. Có thể mình nhìn mà không biết Như Lai thiệt và ông phi tưởng nó khác nhau làm sao. Nhưng mà khi đụng cảnh đó, thì ổng lúc đó nhập định, ổng nghe cái con cá này trong kinh nói nha, nó đốt mồi, nó ăn móng đó mà. Thì mình có thể mình lắng nghe chưa chắc nghe được đó. Nhưng mà đêm thanh tịnh mình có thể nghe được, nó rất là nhỏ. Thế mà nhập định phi tưởng thì nghe cái tiếng đó như là tiếng sấm nổ, tiếng trời gầm, tiếng sét. Thành ra ổng nghe nó ăn móng nhiều quá, ổng bực mình, bực mình. Ông nguyện khi nào ấy là tao sẽ ăn thịt hết tụi bay. Rồi ra sau khi xả thiền, ông sân một cái, ông đọa xuống, xuất sanh. Thì ông thành con chim phi ly. Cái này trong kinh nha, chứ tôi không biết. Thì chúng ta thấy là từ phi vi tưởng tương tự Như Lai mà đọa xuống xuất sanh. Thì chúng ta thấy ghi gốm, do nó thấy sự giật ta không chịu 62 tôn giáo. Ngài mới tự đi tìm lấy. Thì hai Quốc Đầu Lâm Phất A-la-la nói ông đi tìm hết Ấn Độ không có. Tôi biết rằng không có ai cao hơn tụi tôi hết. Thì Thái Sĩ Đề Ta cũng thấy như vậy.
Nhưng mà chỉ cái quả A-la-hán đó, Niết bàn tịch tịnh với Niết bàn tịch chiếu của Như Lai đó, Ngài lúc đó còn Bồ Tát, Ngài cũng chưa thành Như Lai. Thì hai ông kia yêu cầu Ngài chỉ, Ngài nói tôi cũng chưa chứng đắc, để tôi đi tìm lấy. Rồi bây giờ đâu có thầy, thì Ngài nói đạo có khi ở tại lòng ta. Hẳn nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu, thì lời cái dòng sông Ni Liên đó, Ngài thấy cảnh đẹp quá, cái bồ đề thật lớn, thì Ngài mới chảy cỏ trên đó, Ngài ngồi nhập định 49 ngày. Trong kinh nói cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu, trước chưa từng có, sau này cũng không từng có. Đó thì Ngài thành Như Lai. Thành Như Lai rồi Ngài tính không ra giáo hóa. Ngài nói trời ơi, tưởng đâu có gì lạ, tất cả chúng sanh đều có bất tử, có Phật tánh ngay ở trong cái cuộc sống này, mà vì chúng sanh mê muội, vì tham sân si cho nên che lấp. Mà chúng sanh từ xưa giờ đã có cái tập, tập đế rồi, cái thói quen là tu cải sửa, tu thăng hoa, tu tiến hóa, tu phải có thầy, tu phải có điều kiện, tu phải có pháp môn. Mà tất cả điều kiện pháp môn đều là do tư tưởng tạo ra, nó xảo quyệt. Mà bây giờ mình đem cái niết bàn này mà không điều kiện, không pháp môn, không đạo sư, không từ từ, không lấy rai, chỉ nhận lại tức thời tại đây, thì chúng sanh nó không tu được. Cái tập khí là cái khó khăn nhất. Thành ra sau khi Ngài nhãn khổ đế rồi, tám khổ ba khổ rồi, cái này cũng khó à, bữa nào rảnh rồi tôi đi tám khổ ba khổ, hiểu lầm nhiều lắm. Nghe không? Thì Ngài cuối cùng kết luận cuộc đời không phải là khổ, không phải sanh già bệnh chết là khổ, không phải thương yêu hay lìa thù ghét gặp gỡ gì, Ngài không sanh già bệnh chết sao? Các bậc thánh của Ngài cũng chết như cây sa la sông tỏ, Ngài có khổ không? Nếu khổ không phải là Phật, vì cái nguyên do chánh của khổ là gì? Thì do cái tiến trình năm quẩn. Mà tiến trình năm quẩn là gì? Chưa chắc là ai giảng cho rành nữa, nó khó vậy đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà khi nào trong tiến trình năm quẩn, cái nào quan trọng nhất? Chúng ta không nắm được, bắt không đúng mạch là không hết bệnh. Nó khó vậy. Thì cuối cùng Ngài tham thiền, Ngài thấy chính là cái tưởng quẩn. Thì tôi có giảng tiến trình năm quẩn ở đây rồi, tôi muốn bắt trả mà quý vị không chịu học, thì tôi phải đành thôi thôi. Chứ dưới trời dinh tôi Phật tử thì nó rành đó. Dưới giờ tôi giảng mỗi ngày, lúc tôi còn khỏe, còn bây giờ chỉ có hai thời cúng hội với các chùa, cũng mười mấy chùa. Mấy cái chùa tôi giảng thấp lắm, còn các cái đâu phải dễ nghe. Tôi chỉ giảng người trời, giảng niệm Phật bằng tâm, mà tâm là tư tưởng thôi. Nhưng mình có hai cách niệm Phật, một cái bằng tâm, một cái bằng A-lại-da. A-lại-da là khó đấy. Thì thôi chúng ta trở lại để tôi nói rồi nó đi xa hết giờ. Đó thì mà tư tưởng khi nào nó mới hiện? Khi mà chúng ta tiếp xúc với sự vật thì khi nào tư tưởng hiện? Thì chúng ta tưởng có một cái. Tư tưởng hiện là do năm căn tiếp xúc với năm trần. Mắt tiếp xúc sắc trần, tai tiếp xúc với thinh trần, mũi tiếp xúc với hương trần, vị tiếp xúc với vị trần, lưỡi tiếp xúc vị trần, thân tiếp xúc với xúc trần. Thì bắt đầu mới có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì cái này ban đầu là cái lờ mờ, chúng ta kêu là ngạ quỷ. Rồi xuống tới tư tưởng mới sửa sắc thinh những vị xúc này thành ra pháp trần. Từ đây bắt đầu mới có sự lối loạn, mới có vấn đề. Thành ra bây giờ chúng ta có vô lượng vấn đề, mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề. Đã ban đầu vấn đề là một cái sai, một cái ngu rồi. Mà nó không có vấn đề mà đặt thành vấn đề là một cái sai lầm. Rồi bây giờ làm sao mà cải sửa, làm sao mà tiêu diệt vấn đề? Thì muốn cải sửa vấn đề, vô tình chúng ta tạo thêm nhiều vấn đề nữa. Nó không có mà chấp nhận nó có là một cái lầm. Rồi tìm cách tiêu diệt, tìm cách chạy trốn, tìm cách thăng qua nó là tạo thêm nhiều vấn đề nữa. Thành ra chúng ta thấy như Liên Hợp Quốc đó thì nói là đem lại hòa bình cho thế giới, dốc đem lộn xộn thêm cho thế giới. Nói cái đó thì thế tụi Tây Phương là thế giới.
nó Liên Hợp Quốc tính làm hòa bình thế giới vô tình tạo cái nền tảng cho chiến tranh. Đây là cái nam kỳ thì nghe ai nghe cũng không hiểu sao lại kỳ vậy. Nhưng mấy người hiểu Bát Nhã của bên Phật giáo nó đúng như vậy. Chúng ta muốn càng diệt vấn đề, muốn cải sửa vấn đề là vô tình tạo thêm vấn đề mới, sanh sửa thêm nhiều vấn đề. Mà nếu không cải sửa thì làm sao vấn đề còn? Mà cái đạo tới bất tử thì không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Lời nói là thế giới của tư tưởng là thế giới của duyên khởi, của nhân duyên. Không có nhân duyên là không có tư tưởng. Nhân duyên là năm căn tiếp xúc năm trần thì mới phát hiện ra cảm giác. Rồi cảm giác mới đưa lên trên óc thì cái đầu nó mới sửa lại thành pháp trần. Thì bây giờ là do tư tưởng, nguyên nhân của sự đau khổ chính là tư tưởng. Mà tư tưởng phát hiện là do năm căn tiếp xúc với năm trần. Mà cuộc sống chúng ta thì làm không có năm căn năm trần rồi làm sao mà sống. Còn một cái thứ hai nữa mà chúng ta không biết. Từ xưa là tôi không để ý qua duy thức, chúng ta phải biết. Duy tưởng còn một cách hiện nữa. À, lúc cái này kêu là đới trắc cảnh. Năm căn tiếp xúc năm trần là cái cộng nghiệp chung. Còn tư tưởng phát xuất một cách thứ hai nữa là khi chúng ta về không có đối cảnh. Mắt dòm vào trong, tai không nghe tiếng ngoài, mũi không còn ngửi, miệng không còn ăn nữa thì tư tưởng vẫn hiện. Cái này quý vị phải để ý, tư tưởng của mình nó độc đáo. Đó là do Alaya, tức là thức thứ 8. Tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước, những cái việc làm gì trong hôm qua, trong 10 năm về trước, trong 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 kiếp về trước, nó vẫn còn chứa trong cái linh hồn mình. Do đó mình mới luân hồi theo những cái chủng tử này. Quý vị không tin, về bữa nay tôi giảng rồi xuống dưới nhà đó, hoặc là 5, 7 bữa sau Phật tử nói, bữa đó Sư Khang ông xuống đây ông giảng cái gì? Thì mình phải nhớ lại. Mà nếu không có kho chứa, làm sao nhớ lại? Thì cái ý chí là cái mặt na thức thứ 7. Nó mới moi ở trong ai là gia kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, nó là ông chủ các kho. Còn cái kho đó chính là ông vua, nó là ông đại tướng. Thì cung cấp cho tư tưởng là ông quân sư, thì tư tưởng mới trả lời được. Thành ra tư tưởng phát hiện là một là do ai là gia, hai là do năm căn đầu. Thì cái này kêu là biệt nghiệp hay là độc ảnh cảnh. Quý vị phải coi duy thức, quý vị mới rành, tôi nói sơ thôi. Còn cái kia kêu là cộng nghiệp hay là đới chất cảnh. Rồi bây giờ bắt đúng mạch. Cái sắc thân không quan trọng, cái miệng không quan trọng, mà chính cái tư tưởng mới quan trọng. Tư tưởng là ý, quý vị học ở trong pháp cú đầu tiên đó. Thì thân khẩu không quan trọng mà ý, ý dẫn đầu các pháp. Ý làm, ý tạo tam giới. Rồi chúng sanh chết là do ý, mà trong Đức Phật và Phật Pháp bên Nam Tông lấy cái ý là quan trọng, nghiệp. Ví dụ coi Đức Phật Phật Pháp Tông nói toàn nghiệp không à. Chúng sanh luân hồi sanh tử là nghiệp, hành động với cái hiểu biết của nghiệp, chết đi là nghiệp kéo đi, rồi đầu thai là nghiệp, bắt đầu đầu thai cái mới, không có ai là gia. Vì diệu pháp tôi có coi qua rồi. Duy thức thì phải nói có ai là già thì mới có chỗ thiếu. Quý vị coi Na Tiên Tỳ Kheo, quý vị sẽ thấy toàn năm tông. Thành ra vua Mi Lăng Đà mới hỏi Na Tiên về vấn đề đầu thai. Na Tiên nói không có cái kho chứa đâu bệ hạ. Bệ hạ thấy như cái hột xoài, bệ hạ ăn rồi còn cái hột. Thì cái hột bệ hạ gieo xuống là một cây xoài khác, đâu có cái gì chứa trong cái hột. Không có ai là già, chỉ có cái nghiệp thôi. Quý ngài tạo, bệ hạ tạo nghiệp, rồi khi chết rồi còn lại cái nghiệp. Cái nghiệp sẽ mang cái sắc thân mới, rồi có sắc thân mới sẽ tạo nghiệp mới nữa. Rồi khi chết rồi cái nghiệp này vừa chấm dứt rồi, nó tạo cái sắc thân mới. Cứ thế liên tục, làm gì có cái kho chứa. Giảng rất hay, rất sáng tỏ. Nhưng mà sai. Vậy không có học gì thức, không có, không có người thiền, quý vị không thấy cái chỗ hớ của Na Tiên Tỳ Kheo. Quyển đó là dịch trong 18 thứ tiếng đó. Ngài lý luận rất là chặt chẽ, nhưng mà ngài quên rằng cái ví dụ của ngài không chính xác.
Ngài lấy cái cỏ cây là ngạ quỷ mà ví dụ cho con người. Ngài nghĩ làm gì có ai lại giá. Tới loài thú, súc sanh cũng còn chưa có ai lại giá nữa. Tới loài người đó mới có nghiệp cũng chưa có ai lại giá. Thành ra vấn đề mà tám thức với sáu thức đó là vấn đề căn nhất. Chúng ta thấy trong quyển lục căn của sư trưởng đề lục căn mà Ngài giảng là tám căn. Cái gì nhớ không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, trí, tánh. Tám căn. Thấy không? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, huệ, chơn. Tám. Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng, hiểu, biết. Tám. Tám, ba, hai, bốn. Trùng với đại thừa. Vì thức là 24 căn. Vậy thấy nó cả một vấn đề khó khăn. Thành ra mấy quý vị phải gặp tôi cỡ 5-70 cả trăm lần nữa thì chúng ta mới có thể đi sâu vào Phật Pháp và có thể tìm hiểu giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Thành ra Nam Tông thì nó giống như khoa học. Khoa học mà chế độ duy vật là không có linh hồn thì cái thức thứ 8 là linh hồn đó. Còn đó cái Phật giáo Nam Tông nó rất hợp với khoa học. Còn Bắc Tông thì nó thêm cái thức thứ 7, thức 8. Nam Tông có thức thứ 7. Nhưng mà nó kêu cái đó là cái sức mạnh của nghiệp, ý chí. Còn thức thứ 8 thì nó không biết. Còn khoa học hồi đó cũng có 6. Bây giờ bắt đầu khoa học đi xa ra. Từ ngày ông Einstein mà tìm ra định luật tương đối thì kêu thức thứ 7 là tiềm thức. Thức thứ 8 là vô thức. Mới đây thôi. Thành ra khoa học bây giờ mới giải thích Phật giáo một cách sáng tỏ. Thôi, tôi nói sơ thôi, chứ nó hết giờ. Rồi tôi mới thao thức. Tôi đọc hết cái bộ, năm bộ Nikaya. Đọc có một lần hả? Một lần thì chưa gọi là đọc. Cái đó là đọc tiểu thuyết. Mà thời giờ không có năm bộ Nikaya, đọc bỏ ra một hai tháng mới là hết, chứ không phải dễ đâu. Mà đọc lợi ít nhất cũng mười mấy lần thì suốt cuộc đời tôi cũng không kịp. Mà phải nghiền ngẫm đọc rồi mình phải ngồi thiền mà nghiền ngẫm mà lựa chọn. Rồi cuối cùng tôi lựa chỉ có Trung Bộ Kinh là hay hết, đầy đủ hết. Mình coi bộ đó lợi ít nhất cũng 9-10 lần, ngoại mai mới hiểu. Mà hiểu Trung Bộ Kinh là hiểu hết năm bộ như cái giá. Hiểu một bộ tôi là hiểu đủ hết. Rồi lên Đà Lạt tôi coi lại là 4 năm liên tiếp, 152 bài. Coi mười mấy lần, cũng không hiểu lắm. Nhất là cõi trời vô sắc. Không vô biên, thức vô biên, vô sở phi phi tưởng. Trời ơi coi chết luôn. Nhất là vô sở xứ phi phi tưởng, nó diễn tả một cách lờ mờ, cô động. Rồi sau tôi nhờ coi Thủ Lăng Nghiêm là hợp tác, nó dùng nhớ giảng độc đáo hơn. Mà cũng chẳng hiểu lắm. Rồi sau tôi gặp ông Nghiêm Xuân Hồng, ông giảng Luân Ngăn Nghiêm Ảnh Nghiện, tôi hiểu liền. Tôi nói ông cư sĩ này giỏi. Rồi tôi thấy là tôi tha thiết với vấn đề nhập lưu, quả dự lưu. Nhưng mà không biết làm sao. Quả dự lưu thì không có thầy, không có pháp môn, không có từ từ, không có lai rai, mà chỉ nhận lại thôi. Bây giờ làm sao? Thì coi hết cái năm bộ Nikaya rồi là tôi, cái ý tôi là tính tìm cái chỗ nào nói gì nhập lưu đó. Tôi ghi lại. Rồi cuối cùng tôi đúc kết. Nhưng mà sức không có tùng tâm được. Mình già yếu rồi thì giờ đâu mà coi nổi. Mới coi mà giờ nó lại lên oxy không lên não. Coi nhiều là nó chán vắng nó té. Rồi sau mai ông đệ sử là ông Dân Hiếu, ông Thọ Giới Thượng Thiện Nam. Tôi than với ông, ông nói để con kiếm. Trên mạng có đủ hết. Thiệt, ông lên mạng ông kiếm được. Rồi thì do ông thiền sư ở Nam Tông, như Tích Lan hay gì đó, ông giảng hết tất cả quả dự lưu tôi có này. Nghe không? Tất cả năm bộ Nikaya, ông chỗ nào quả dự lưu muốn rút ra rồi ông đúc kết lại. Tôi mừng quá, tôi coi mười mấy năm về trước rồi. Tôi mừng quá, tôi coi, tôi đem ra giảng mà tôi cũng chả hiểu gì hết. Hiểu là hiểu cái bánh vẽ, còn khi hạ thủ công phu làm sao hạ thủ? Nó không có pháp môn, mà hãy có pháp môn thì thuộc về tư tưởng rồi. Tứ thiền tứ không. Mà không pháp môn mới là dự lưu.
dự lưu nhất dẫn lai bất lai vô sanh lãng, có thể kêu là tất lai, có chữ kêu là nhập lưu. Thì quý vị phải nhớ danh từ nó tạm thôi, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó. Rồi tôi không biết sao tôi coi hoài mà tôi hiểu được, tôi đem ra tôi giảng mười mấy năm về trước. Rồi tôi giờ hôm đó cô Bi cô vậy đi xe thì có cái đĩa đó, để mười mấy năm mười còn để đó. Bên xe có tả cái đĩa, tôi nghe tôi mắc cỡ quá trời. Tôi nói ơi mình giảng là giống như mấy ông giảng sư đó. Lọc rồi giảng vuốt đuôi thôi, chứ không có cái gì sáng tỏ hết. Tôi nghe giảng rồi chừng đó tu làm sao giờ quá nhập lưu. Mà nếu có pháp môn vào đó thì có đó người trời chứ không phải là nhập lưu. Mà không pháp môn làm sao tu. Nhưng mà ông Triệu Châu mà ông hỏi ông Nam Tiền đó, bất tử là niết bàn là đạo là gì? Con vô đây là 7 tuổi và 17 tuổi rồi, 10 năm thầy không dạy con gì hết. Còn nói trời ta có giấu người cái gì đâu. Người đem trà thì ta, nào người ta uống, người rửa bát thì ta đưa. Người giặt áo thì ta đưa, người đem áo thì ta mặc, ta đâu có giấu gì. Còn nói vậy thì ăn mặc ở bệnh hàng ngày đó là đạo hả thầy? Chứ con ở đâu nữa? Đạo Phật là cuộc sống. Nói vậy là con vô đây tu làm chi? Con ngoài con ăn mặc ở bệnh rửa chén gì đâu như vậy. Ông nói khác con. Khác ở cái tâm, cái nhận thức trong lúc làm. À, con mới vô còn chưa biết phàm phu đó, thì khi mà ăn mặc ở bệnh khác không có cái tâm ở đó, họ nghĩ tùm lum. Mà giảng hồi kêu nói con không hiểu. Bây giờ thầy cho con thí dụ. Thầy giảng là thầy cho thí dụ. Ông nói nếu mà vừa giảng mà vừa cho thí dụ thì không còn đạo, không còn bất tử nữa. Bất tử không thể giảng con. Ông chịu trâu bực. Nếu không giảng con làm sao biết mà con tu? Thì Nam Tiền nạt. Cái bất tử nó không thuộc về biết hay không biết. Không biết là địa ngục, biết là ngạ quỷ, súc sanh, người trời. Con muốn cái nào? Thì ngay có đó ông ngộ. Là không có tư tưởng, không có mà biết, không có không biết. Mà không có biết, không có không biết, nghĩa là không có tư tưởng, không có tam giới thì tu cái gì? Tôi nghe, tôi hiểu mà tôi không biết làm sao hạ thủ. Thật sự tôi là đau khổ với cái Phật giáo này. Đạo trời thì tôi biết, bởi đó tôi tu tiên mà. Rồi từng sau thì tôi biết tu tiên sai nhờ Thượng Tọa Giác Chánh. Nói sự khăn tu tiên mới kể cái vụ Nguyễn Kim Mương đó, tôi bỏ. Bỏ qua đây tôi coi của Hòa Thượng Minh Châu. Lúc đó là Hòa Thượng Châu mới dịch đó. Năm 75-76, ngày mới là ở bên Ấn Độ về đó, tiến sĩ Nikaya, tiến sĩ Ấn Độ. Mà rồi đó sách là không có giấy, giấy như giấy xúc vậy. Thì Hòa Thượng đây biếu tôi ba một bộ ba quyển, 1, 2, 3. Rồi tôi bao lại kỹ càng, tôi để gốc tôi coi, tôi không có để chung cho tăng. Rồi đó là giấy gì mà in được. Rồi bây giờ in bộ giày, rồi còn bìa cứng nữa. Để thờ. Tôi không chịu coi mấy cái kinh vậy. Bây giờ ba cuốn nó nhập lại một cuốn. Bây giờ ông Tủ là Phật tử mua là 9-10 bộ. Tôi không giữ ý. Mà mai có ông Trương đó, tôi mới kêu ổng. Ổng làm là 15 cuốn. Ba cuốn đó mà một cuốn chia làm năm. Nó nhỏ nhỏ như vậy. Cầm theo tôi thì coi kinh, tôi không coi ngồi bàn. Không bây giờ tôi coi đèn. Ở dưới này rảnh lắm. Tôi là tu theo Giác Chánh mà. Sáng đi bác, trưa về nấu cơm là chiều bắt đầu tôi coi kinh. Nếu tôi không giảng thì tôi coi từ 2-3 giờ, tôi coi tới 5 giờ mới đi ngồi thiền. Tôi ra ngoài sân, tôi ngồi ngoài trời sáng vô cùng, tôi cầm cái quyển này tôi coi. Mà nếu quyển kinh dày thì một hồi nó gục, nó rớt mất. Thành ra giờ tôi in đã tới 15 quyển. Mà chữ lớn mà giờ khóa học, bây giờ máy móc nó tùm lum. Tôi đem theo tôi coi, bây giờ tôi mới sáng tỏ. Bây giờ cũng không sáng tỏ nên nhờ Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm cũng không sáng tỏ nhờ ông Nghiêm Xuân Hồng. Rồi bây giờ tôi thấy cái quyển này, tôi nghe lời tôi mắc cỡ rồi đó, tôi giảng rồi, tôi chỉ dứt đuôi thôi. Bây giờ tôi nắm được cái Bát Nhã, tôi tính giảng lại. Cũng là của Phật, nhưng mà cái giảng của tôi. Còn cái này của Phật mà cái giảng của Thiền Sư Nam Tông. Tôi thấy nó hớ tùm lum, nó giảng rồi buông ra không biết tu làm sao. Nhưng bây giờ tôi có cách tu. Thủ Lăng Nghiêm. Pháp môn mà không pháp môn. Con đường mà không con đường. Thì cái đó mới độc đáo. Thì sau khi mà
A Nan mà trình thất thất xứ trưng tâm, bảy lần trưng cái tâm cho Như Lai ngài bác hết, cuối cùng ngài mới chỉ cái chân tâm. Thì chỉ cái chân tâm thì tôi hiểu liền, tôi có giảng đây hoài đó. Ngài đưa khăn lên hỏi có khăn không, A Nan nói có, ngài nói đúng, ông thông minh. Rồi ngài để khăn xuống rồi hỏi trên tay tao có khăn, A Nan nói không có, ngài nói đúng. Rồi ngài đưa khăn lên rồi hỏi con thấy cái khăn không, A Nan nói thấy, ngài nói ông thông minh. Rồi để khăn xuống ngài hỏi A Nan thấy cái khăn trên tay thôi, A Nan nói không thấy, ngài nói ông điên đảo. Thôi chơi vui. Nếu mà tôi cũng trả lời như vậy, thì có khăn thì thấy, không khăn là không thấy. Thì phàm phu chúng ta là như vậy đó. Và ngài hạ thủ một câu là ông điên đảo. Thì A Nan khóc, tôi thì tôi cũng khóc thôi, chứ giờ làm gì giờ. Mình trả lời vậy mà nói mình điên đảo, giờ làm sao trả lời khác được. Ngài nói ta hỏi ông hai câu. Một câu ta hỏi sự vật, cái khăn. Câu thứ hai ta hỏi cái tâm của ông, chứ ta không hỏi cái khăn. Nếu có cái khăn thì có, mà không khăn thì không có, đúng. Vừa có khăn ông thấy, ông thấy lấy cái gì thấy cái khăn, lấy cái tâm ông chứ đâu phải lấy cái khăn được. Bây giờ mất cái khăn là cái tâm ông mất luôn sao? Tôi hiểu, vì ý thức mình có. Tôi nói trời ơi, tôi danh từ thì cái thấy này, thì nói cái thấy là chân tâm của ông, còn cái gì đi tìm đâu nữa. Nó thấy nó ở trong cái khăn hả? Không phải. Cái thấy nó ngoài cái khăn hả? Mày cũng nói không phải. Mà nó khó nói, nhưng qua Bát Nhã là như chơi chữ, có người kết luận tôi chơi chữ, chùa Phật tử nó mê. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là ngài xây cái đầu qua bên phải, xây đầu qua bên trái. Ngài hỏi A Nan, cái đầu ta xây hay cái thấy nó xây? A Nan biết rồi, bạch Thế Tôn, cái đầu nó xây, cái thấy còn chưa có xây, nó đừng nói là xây. Nó là bất động, nó ở cùng khắp. Mình nói nó không hiểu, ngài thấy qua cái nghe. Ngài đánh chuông hỏi có tiếng chuông không? A Nan nói có, ngài không đánh hỏi có tiếng, A Nan nói không. Rồi ngài đánh hỏi ông có nghe không? A Nan nói nghe. Ngài không đánh hỏi ông có nghe không? Nó con không nghe, nó ông điên đảo. Thì cái này tôi không bị à, bị cái trước cái này tôi biết rồi. Tôi nói vẫn nghe. Tiếng chuông không có cũng nghe, tiếng chuông có cũng nghe, tiếng chuông có nhiều, tiếng ra vô, tiếng vọng cổ rồi hết. Tiếng thì nhiều mà cái nghe cũng vậy thôi. Cái bất sanh bất tử, không sanh không diệt, ông không nhận là ông đi nhận cái sanh diệt. Thì cái chân tâm nó ở đâu? Nó ở trong cái chuông hay cái tiếng chuông? Hay là nó không có? Vậy thì ngoài tiếng chuông có cái nghe không? Hay là nó không có? Tiếng chuông thì cái sống cũng vậy, trong kinh có nhiều chỗ thí dụ như sống với nước. Cái dòng nước lên hồn đó là cái bất tử. Rồi khi có gió bắc phong có người thì nói dòng nước sanh ra sống, dòng nước nào mà sanh ra sống? Có sanh sống. Mà chính cái tham sân si, cái gió nó thổi lên làm cho cái dòng nước giận sống. Thì sống là sống chứ không thể kêu là nước được. Sống là do tham sân si, do gió thổi. Mà nước thì bao giờ khi mà hết gió rồi thì cái sống này nó lặng. Thì sống đó là sống sắc, vững sống thọ, vững tưởng, vững hành, vững thức, vững. Đều là sống nằm ở trong cái chân tâm. Thôi tôi nói ít thôi, nghe không? Để rồi bây giờ tôi lấy cái đó tôi giảng vào cái quả dư lưu của mấy thiền sư Nam Tông. Nghe không? Thì có lối giảng tôi nó khác. Mà bỏ ra quý vị có cách tu, có pháp môn, mà tôi xin thưa là pháp môn không pháp môn. Còn nếu pháp môn thì kẹt vào tư tưởng, không bao giờ đi đến đạo Phật được. Còn không pháp môn thì không chỗ hạ thủ. Thành ra cái khó mà mấy năm nay tôi cứ trăn trở hoài, tôi giảng ở đây hoài, tôi muốn bắt quý vị trả bài, tặng cho quý vị có một cái số vốn của chủng tử thiện và đi tới chủng tử chân như. Chân như thì không phải là chủng tử, nó đâu phải là hiện tượng. Nhưng mà hiện tượng chân như thiện, cái thiện đó là các cõi trời.
Nhưng mà thiện mà có cái phát nguyện nữa, thì đây là chủng tử chân như. Chủng tử có cái chiều hướng chân như, mà chỉ có chủng tử thiện mới qua chiều hướng chân như tới ác đạo báo được. Thành ra con người muốn nhận cái Phật tánh thì ít nhất phải tu thiền. Mà muốn tu thiền, tu thiền là có cái trí thông minh, cái tư tưởng này chúng ta kêu trí huệ của tư tưởng, không phải trí huệ của tánh. Mà muốn có trí huệ có thánh thì phải có cái định lực, tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Mà muốn tu sơ thiền nhị thiền cho dễ dàng, muốn niệm Phật dễ dàng, phải giữ giới cho kỹ. Mà muốn giữ giới cho kỹ thì phải nhờ cái hoàn cảnh, người sơ cơ phải có thầy sáng bạn lành. Thành ông hổng hòa thượng hỏi tôi gì, chưa thấy nhập lưu đó dễ hay khó. Tôi nói khó thì sai, nói dễ thì trật. Ngài không ưa tôi có lối nói. Khó dễ là do mình chứ. Mà nói thôi bữa này tôi thấy là dễ hay khó. Tôi thấy có nhiều người nói khó, có người nói dễ. Còn tôi thì ngài theo kinh không à. Cư sĩ có nhiều người còn đắc quả bất lai mà. Còn cái ông gì ở trên lưng voi, tôi nói thêm lưng voi nó đánh giặc mà đắc quả lai. Vua Tịnh Phạn còn làm vua mà đắc quả bất lai, gần chết là ngày về ngày giáo giới một cái thì khai thị một cái đắc quả lai trước khi chết. Tôi nói hòa thượng ơi, hòa thượng sửa dây đắc như vậy là không phải là căn cơ người xưa cao hơn, mà do cái hoàn cảnh người xưa rất là thanh tịnh, đời sống rất giản dị. Còn cái quan trọng nhất nữa đó là cái đức của Phật. Lợi nghe pháp một cái một lần là đắc quả nhập lưu liền, tâm kính đó. Còn bây giờ con mà giảng cho Phật tử nghe nó 1000 lần cũng chưa đắc quả nhập lưu nữa. Chứ đừng nói là một lần. Vì sao? Vì con chưa đắc, con không biết đắc cái gì. Còn Như Lai là cái đấng chúa tể của vũ trụ mà, cái đức ngài chùm chứa, ngài đến một cái là mình cảm thấy là sảng khoái trong người rồi. Rồi ngài trúng ngay cái A Lại Da mình, cái căn cơ mình cỡ nào. Nếu căn cơ mẫu giáo là ngài không bao giờ đem đạo Phật giảng đâu. Căn cơ lớp 1, lớp 2 tức là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người thì quả mai ngài còn giảng. Còn cõi trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái này là dễ giảng nhất. Ngài giảng là có thể sơ thiền đắc quả nhập lưu, cõi trời, dục giới đắc quả nhập lưu. Còn nhị thiền có thể đi nhất dẫn lai, tam thiền có thể đi qua bất lai, tứ thiền có thể thành A-la-hán đối Đức Phật. Còn như con bây giờ giảng 100 lần Phật tử nó cũng không biết cái gì hết. Này có Phật tử nói sư giảng gì con cũng chả biết gì hết. Mấy năm nay rồi, tôi nói không biết thì thôi, chứ giờ trình độ tôi vậy rồi làm sao bây giờ. Nghe nhiều lần. Thành ra có Phật tử bây giờ tôi gần vô lò thiêu rồi mới lại nói con mừng quá sư. Cái bằng của sư con nói thiệt là con nghe không hiểu cái gì hết. Mà con nghe sư nói, con nghe lại 20-30 lần, bây giờ con hiểu rồi. Bây giờ con rất thích pháp của sư, chứ hồi trước là nghe sư thuyết pháp là con muốn gọi dắt dò lên cổ chạy thôi. Bây giờ con nghe 10-20 lần con hiểu. Nó rất thực tế, nó tức là trong cuộc sống mà cái thân của con. Nhưng mà sư giảng nó khác người ta. Người ta chỉ giảng khơi khơi nói chơi mà sư đi sâu xuống. Tới năm căn, năm trần, năm thức, rồi tới vật lý, sinh lý. Sư đi sâu vô đó mà quả thật là nó phải vậy. Thì tôi là có cái hậu thôi. Ai gặp tôi mới đầu là không ưa. Bên chùa cũng vậy mà bên quý sư cũng vậy. Nhưng bây giờ mới đọc bắt đầu mến kính tôi. Thì tôi gần vô là thiêu rồi, thì có cái hậu thôi. Thì tôi bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái bài giảng này. Của mấy thiền sư mà rút ở trong năm bộ Nikaya. Mà cái giảng là của thiền sư. Thì tôi cũng Nikaya. Tôi có đọc hết rồi nhưng mà cái giảng là của tôi. Thì quý vị đừng tin tôi, mà cũng đừng có bỏ. Quý vị nghe rồi quý vị suy gẫm, quý vị áp dụng vào cuộc sống quý vị á, mà thấy đem cái hỷ lạc cho mình, hỷ lạc cho tất cả mọi người, thì đây là đúng. Quý vị thực hành theo. Thì tôi đã năn nỉ quý vị, tôi đến đây để trao đổi quý vị thôi. Cái giảng của tôi là cái chất liệu để cho quý vị tham thiền, áp dụng vào đời sống mình trên con đường giải thoát. Cái mục đích tôi là giảng để giải thoát.
Giống như Thái tử Siddhartha là 62 tôn giáo ngài không đồng ý, tôi cũng vậy. Tôi không đồng ý cõi trời, bây giờ cho tôi chết mà sanh về cõi trời, tứ thiền tôi nhất định cũng không. Mà tôi vào giáo hội của Phật thì tôi chịu. Kệ nó, hạ phẩm hạ sanh cũng được. Có Phật Thích Ca bây giờ cho tôi vô ngồi sau cùng nhất mà trong giáo hội Phật Thích Ca tôi chịu. Lại bao nhiêu lại tôi cũng lại. Còn cho tôi ở cõi trời bên ngoài rồi. Thôi tôi không tạm. Tôi ngán cái cõi trời lắm. Nó lẫn quẩn. Thành ra mình nhớ là ông vua Lương Võ Đế gặp Bồ Đạt Ma. Từ ngày mà trẫm lên ngôi tới giờ trẫm cất hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, biết bao nhiêu công đức. Như vậy có công đức gì không? Như là có trí huệ, có bất tử không? Bồ Đạt Ma trả lời thẳng, không có cái mốc gì hết. Ngài tức hỏi kia, có đó là cái gì? Thì Bồ Đạt Ma nói là cái phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Còn cái công đức là cái trí tuệ, không phải làm cái đó. Cái đó nó chướng ngại cho cái đạo quả, cho cái trí tuệ của bệ hạ. Ông nói vậy chứ trẫm cũng biết mà. Đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Đệ nhất nghĩa thánh đế là thánh. Rồi Bồ Đạt Ma nó quách nhiên vô thánh, không có thánh đế mốc gì gì hết. Ông tức, ông vua ông tức. Ông nói vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải thánh, tôi không phải là phàm sao? Thì Bồ Đạt Ma không biết. Không biết. Chứ không biết này tâm sâu đó. Không biết là biết tất cả. Biết là không biết gì hết, mà không biết là biết tất cả. Chơi chữ tôi như vậy à? Nó khó lắm. Giờ phải nói sao bây giờ đó. Thì tôi lấy cái lối đó để tôi giảng vào đây, để quý vị nghe trong Nikaya. Quý vị có con đường hạ thủ, con đường không con đường. Mà con đường có con đường thì lọt về ngũ ấm mà. Tôi xin thưa trước à, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng mà chắc không có thì giờ đâu. Nhưng mà giảng tới đâu hay tới đó. Cái này giảng còn 10 lần thì tôi giảng tới đâu hay đó. Nếu mà tôi lẻo mép nữa thì chắc giảng một chút mà. Còn nếu mà tôi giảng tóm tóm thì quý vị không hiểu gì hết, có thể tôi giảng 2 lần là hết. Nhưng mà giảng cho kỹ thì còn 20 lần. Bị là 5 bộ như cái giá trong này mà tôi coi hết rồi. Nhưng mà coi cũng như không coi. Còn trung bộ kinh tôi có coi, vì tôi coi tới 9-10 lần mà. 3 năm liên tiếp tôi lên Đà Lạt tôi tịnh đó. Có khi 1 tháng, có khi 2 tháng, có khi 3 tháng coi đặc đồng. Ở đó thì coi vô lắm, tôi không có bận phận gì hết đó. Ở đó không có đi bát nữa. Sáng rồi ăn điểm tâm xong là tôi coi ra kinh coi. Rồi trưa ăn xong cái tôi cũng coi kinh. Rồi chiều ngồi thiền. Khuya chiều sáng tôi ảnh cái đó. Nó thanh tịnh quá trời, không có bổn phận, không có trách nhiệm, không có gì hết, không có Phật tử nào đến đó. Thì có ông Sa Di đây, ông Minh Cảnh, ông lên trên chỗ đó lấy cơm xuống cho tôi. Thì thôi giờ chúng ta bắt đầu đi vào Nikaya. Tôi là tính photo 100 bộ đó đem xuống đây cho quý vị. Tôi rất tin tưởng ở Tăng Ni. Nhưng mà qua mấy năm giảng rồi tôi chán nản vô cùng. Ở đây không có tha thiết. Đem mấy cái bài giảng tôi rút ngắn gọn hết sức, tôi là mồ hôi nước mắt tôi không đem dục ở trong sọt rác. Rồi tôi nói thôi, cái này là tôi đáng xuống lắm à. Tôi nể là hòa thượng ở đây là tôi xuống á. Chứ tôi là lớn tuổi rồi tôi không có muốn đi. Nhưng mà nói tăng ni thì tôi hăng lắm. Hăng là mới lúc đầu á. Bây giờ có mấy vị à, biết là rút hết trơn. Cái vị coi cái giáo pháp thì rẻ lắm. Ở ngoài bởi đời bây giờ người ta muốn nghe pháp đó, là đầu tắt mặt tối đó. Người ta vẫn sắp xếp người ta đi nghe được. Tôi dưới đi giảng lần 300-400 người ta đi nghe vậy đó. Ta làm ăn đồ ăn, làm ăn bây giờ thất bại người ta, mà người ta vẫn sắp xếp công việc để mà vô nghe pháp. Tôi thấy cái trình độ như vậy là tôi rất vui. Còn ở đây 3 tháng trước hạ, quý vị ở đây thì Phật tử lo hết. Muốn ăn là có ăn, đến giờ đúng buổi. Đúng rồi quý vị, còn phải đi bát về là sức thêm theo sư trưởng Minh Đạo Quang á. Thì thôi, còn quý vị bây giờ quá tệ, nhàn cư di bất thiện, sung sướng quá sanh tệ. Ở dưới tôi cũng vậy, sung sướng sanh tệ. Tôi giờ không biết làm sao, tôi già chứ mà là không dễ đâu. Tôi giảng pháp tôi bắt trả bài, không có thì giờ cắp ngón tay. Còn bây giờ giao cho Minh Hà, Minh Hiệp này kia,
mấy ổng không có làm gì hết. Ở dưới bây giờ nó tệ quá à. Tôi về rồi nó tôi cứ bỏ đi hoài, thấy là nó gai con mắt. Mình phải dạy ăn không có hạnh kiểm gì hết, ăn thì hả cái hồng cho lớn rồi múc muỗng cơi lên rồi đục vô cái miệng cái bắp, giống ăn giống cái heo nó ăn máng. Tôi thấy là tôi chán, tôi rầy hoài ăn rồi là cái đầu muốn xuống đụng quá, rồi canh nó thì ăn cầm lên đưa rành đụng miệng, ăn không có hạnh kiểm gì hết. Mà tôi thì nó theo cất sĩ là phải có hạnh, nó thắp lục hạnh. Thì trưởng nói ăn phải ngồi bán già bác để trước mặt gì đó, canh bánh trái ăn sau, múc phải muỗng tém gọn, đừng mà há miệng trước, ăn chứ hở môi. Cái này ăn thì tôi nhị tổ à, chứ tôi cũng không biết đâu, tôi không có thầy. Thầy là sư Tường, nhận cái là ngài đi tu tịnh là bỏ mấy ông con này chơi dối, có biết cái gì đâu. Rồi tôi đi hành đạo gặp nhị tổ giác chánh, người nói sư can sư thức có hạnh lắm ráng. Rồi tôi đi độ con đường ngày ngày chỉ nha, cái muỗng nó thì ngài nói cái tay không được quỳnh vậy, để sát cho này lên xuống qua lại, cái tay không được nhưng nó có hạnh lắm. Còn mà đệ tử tôi ăn ông quỳnh vậy, mình đứng xa mình thấy dữ tận dữ tận. Rồi hả không lớn gì mà cái mút ông mũi cơi vậy, tôi biểu mày nhỏ bớt tém cho nó sát xuống. Vì tổ giác chánh đó tém mà là cái muỗng ngược không rớt như vậy mới được. Mà đưa vô đụng môi mấy hả, đụng cái môi mình rồi mấy hả vừa đúng là đút vô ngậm lợi kéo ra, kéo ra chữ vuông giờ mới để xuống. Cái tay này không có nhúc nhích, nhích cái này qua lại lên xuống, đưa lên kéo ra mới để xuống. Mà múc vô cũng vậy, đưa lên bằng ngang cái miệng mới để vô. Còn này ông bắt ở dưới ông đẩy xéo vô đi cũng không có đi tắt sáng. Tôi già rồi bây giờ tôi đi kiểm soát nữa, hồi xưa thì tôi làm được, bây giờ tụi Việt kiều ngoại quốc nó về biết bao nhiêu, bị tôi giờ lên mạng rồi nó thấy là vậy đây, nó xin xuất gia. Tôi nói không, tôi không có thâu nữa, tôi 72 tuổi ni ba liếc vàng đến nghỉ rồi, tôi 73 rồi giờ tôi nghỉ thôi, tôi không có sức khỏe. Nó tha thiết nó nói trên mạng nó thấy là muốn tìm cái chỗ tu mà tìm hết không có cái chùa nào vậy, chùa giờ làm công quả quá trời. Bên khất sĩ của mình Tịnh Xá cũng làm công quả, chỉ nghe có chỗ sư thôi. Tôi nói tôi lớn tuổi mấy năm trước thì được, bây giờ tôi không 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 thâu nữa. Tôi nói nếu mà nó năn nỉ hoài, tôi nói giờ về coi ông Minh Hà Minh Hiệp thì có thâu thì thâu, mấy ông chịu trách nhiệm với giáo hội chứ tôi không có bạch nữa, tôi không có giới thiệu nữa. Tôi là cũng như là ngoài đời tôi kêu cố vấn, ngồi trên đỉnh thoảng tôi coi tôi chỉ thôi, chứ còn dài thắng là tôi không có dài. Dài thắng là mấy ông chưa chắc theo tôi nổi nữa. Tôi coi dễ mà khó, đúng là lực tôi rất dễ mà không đúng thì tôi khó. Thôi giờ chúng ta đi vào bài giảng nhau. Thì cái bài dẫn nhập kinh điển trích dẫn ở đây được trình bày trong 5 phần. Phần thứ nhất là khai mở pháp nhãn, đề cập đến kinh nghiệm thực chứng quả dự lưu và kết thúc bằng một đoạn kinh về tri kiến của bậc dự lưu so với A-la-hán. Đó là phần thứ nhất, đây 5 phần tất cả. Phần thứ hai đề cập đến 3 kiết sử đầu tiên trói buộc chúng ta trong dòng luân hồi thân kiến, hoài nghi và giới cấm tụ. Các kiết sử này được đoạn diệt khi khai mở pháp nhãn. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba đề cập đến các đặc tính của vị đã đắc quả dự lưu sau khi chặt đứt 3 kiết sử đầu tiên. Phần này tập trung vào 3 danh sách liệt kê 4 yếu tố của quả dự lưu mà chúng ta không nên lầm lộn với 4 chi phần tạo điều kiện đưa đến quả dự lưu như đã trình bày trích dẫn kinh điển lúc trước. Cái này tôi quên, không biết không cho qua bốn bốn chi phần này là cái gì. Phần 4, kết quả đề cập đến các thành quả mà bậc dự lưu có được trong đời này và các đời sau. Phần 5, lời khuyên trích dẫn lời dạy của Đức Phật trước khi ngài tịch diệt. Bài kinh ghi chép các lời khuyên này, kinh số 16 của Trường Bộ cũng ghi nhận rằng các vị tỳ kheo hiện diện
trong giờ phút đó đều đã đạt kết các quả thánh, thấp nhất là quả dự lưu. Vì thế, sự kiện Đức Phật nhấn mạnh đến sự nỗ lực tinh tấn trong lời dạy cuối cùng cho thấy rằng ngay cả các vị đắc quả dự lưu cũng vẫn phải tinh tấn tu tập không được dễ vui. Là chúng ta thấy cái tinh tấn là cái quan trọng nhất. Đạo Phật không cần thông minh hay ngu si, không cần giàu hay nghèo, không cần đầy đủ căn lành hay tật nguyền, không cần học thức cao hoặc là học thức kém hoặc không học thức, không cần cái gì hết, cần có một cái thôi mà chúng ta dịch là cái bền. Thì trong đạo Phật dịch là tinh tấn. Trong 37 phẩm trợ đạo, chúng ta thấy Ngài lặp lại 9 lần cái phần tinh tấn. Tứ niệm xứ thì chưa có, tứ chánh cần, 4 phần là tinh tấn hết. Tinh tấn những cái điều ác nhỏ, đừng cho nó phát sinh. Tinh tấn tiêu diệt những điều ác lớn đã phát sinh. Tinh tấn những cái điều thiện, tư tưởng thiện chưa phát sinh, làm cho nó phát sinh. Tinh tấn những cái điều tư tưởng thiện lớn đã phát sinh, làm cho nó phát triển mạnh thêm. 4 phần đó nói về tinh tấn hết. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, huệ như ý túc, 4 cái thì tinh tấn đứng cái gì? Ngũ căn, ngũ lực. Tính tấn, niệm định tuệ, tinh tấn đứng cái thứ hai. Có niềm tin và phải tinh tấn chuyên cần hoài. Ngũ lực cũng vậy, tính tấn niệm định huệ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Thì cái này có hai thứ thất bồ đề đó. Bồ đề của nam tâm khác, bồ đề của bắc tâm khác. Nam tâm thì lấy chánh niệm đứng đầu, còn bắc tâm thì lấy cái trí tuệ, tức là trạch pháp đứng đầu, phân biệt sự lành sự liễu, hai tinh tấn rước lên ba an lạc trong dòng đau bút, 4 tấn phục đăng lý lần lành, 5 nhớ tưởng đạo lý, 6 nhất tâm đại định, 7 dư chịu mọi cảnh ngộ. Tại sao lại khác như vậy? Chúng ta phải đọc phải hiểu tại sao lại lộn ngược lên. Thì tôi nói sơ thôi, quý vị về tham thiền lại. Vì nam tông chú trọng đến cái tham, do có tham cho nên mới sân. Tham mà được thì tham nặng thêm, tham mà không được thì sân. Mà tham thì thuộc về si mê, sân cũng si mê, do tham do sân cho nên bị si mê. Còn bên đại thừa, bên bắc tông không chịu vậy. Nếu mà diệt cái tham rồi thì tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc không còn nữa. Nước mà không có sống thì nước là nước chết. Thành ra bên nam tông là chú trọng a la nhập niết bàn tịch tịnh rồi xong. Gánh nặng được đặt xuống từ việc làm đã làm xong. Từ nay không còn trở lui lại trạng thái nữa, không trở lui tam giới nữa. Bên bắc tông trí tuệ là vạn xuống. Tham sân si thì cứ tham sân si, mình miễn thấy rõ nó thôi, mình đừng dính mắc vào nó. Phải thể hiện tôi làm bộ thang mà tôi thật sự không tham thì vẫn được. Nếu mình làm lúc mẫu giáo mình vô dạy nó, mình từ chối bỏ lúc mẫu giáo sao? Nếu đã thầy giáo rồi không có từ chối lớp nào hết. Lúc mẫu giáo nó tham, nó ngu si, mình cũng làm bộ ngu si. Nó đánh dần đọc chữ, mình cũng làm bộ đánh dần đọc chữ. Thì cái đó là bên bắc tông. Bắc tông là đại thừa. Tôi nói vậy thôi, nhưng mà người sơ cơ thì nên tu nam tông. Nam tông nó rất rõ, đừng có coi thường nó. Thành ra chúng ta thường thấy huệ năng với thần tú, chúng ta thích huệ năng mà coi thường thần tú, không bao giờ tu huệ năng được đâu. Nếu vị không qua thần tú, thần tú là tư từ từ lai rai, có bổn sư có thầy. Tôi nói vậy là mấy người nào tập sự mới xuất gia coi chừng nhau, phải coi thầy như Phật, không thầy đố mày làm lên. Phải có bổn sư, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có thầy sáng, có bạn lành. Nhưng mà rồi phải dứt ông thầy. Ông thầy là không phải là đánh ông, chửi ông, là bất mãn với ông, mà là buông tay để mà độ đệ tử khác, do ông thầy cho mướn đệ tử mới. Tôi phải nhớ cái chỗ đó. Hồi xưa là thầy hơn trò thì đạo có phước.
Bây giờ thầy thua, học trò thua thầy rất xa. Cũng như tam tiền triệu châu đổ có, năm tiền đổ có 300-400 tăng. Khi chết thì giao lại triệu châu cũng đổ 700-800, gấp 2-3 lần ông thầy. Thôi chúng ta trở lại, thành ra chúng ta nên nhớ, mới tu thì nên nhớ tu theo tiểu thừa, theo năm tông. Phải giữ giới cho kỹ, phải tập tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúc cho chúng ta trở lại cái đó, rất là quan trọng. Thành ra trong kinh của năm tông rất là hay. Người hành giả đó phải diệt năm triền cái. Mà năm triền cái là gì? Ở trong này giảng còn không được. Mấy ông thiền sư năm tông xin lỗi là giảng tôi thấy là không đúng. Cái đó là sư cô Yến cũng theo trong đó. Giảng gì mà tham dục trước, rồi cái nghi đòi lễ sau. Chúng ta phải có con mắt rạch thoát, không tin ai hết đâu. Năm triền cái nó ăn với năm năm chi của tầm sát hỷ lạc tịnh định. Năm chi thì tầm là trì hôn trầm thủy miên ngũ ngục và hôn trầm, sát là trừ nghi, hỷ là trừ sân, phóng vật, lạc là trừ phóng vật hay là trạo cử, là nhất tâm hay bất lạc bất khổ sở mới trừ được tham dục. Cái thứ lớp vậy mà sao mình giảng ngược vậy? Mình vẫn tin, mình thấy là có hào quang đây là thiền sư cái mình ngán rồi. Tôi không có Phật bây giờ tôi cũng không ngán, tôi rất kính ngài, kính ngài, thành ra tôi phải hỏi. Nếu ngài chỉ con bò, ngài nói con chó tây rồi tôi, ngài nói con thấy con bò, con bê, ngài cho con biết cái ngu của con đi. Mà nếu không là con không tin ngài, con không thể là Đức Phật dạy là con amen, con mô Phật, con không có vụ đó. Tôi cái tánh tôi là vậy. Giảng cái gì mà không sáng tỏ tôi hỏi tới rồi. Nhiều quý vị nói tôi dí, tôi không phải dí, nhưng mà tôi coi quý vị cái trình độ sáng tỏ thế cỡ nào. Cái hiểu biết tư tưởng mình sáng tỏ thì cái hành động nó mới sáng tỏ, hành động sáng tỏ thì mới đi tới giải thoát được. Tư tưởng sáng tỏ thì hành vi mới sanh thức trí. Mà thức trí sáng tỏ rồi mới thấy hành vi tư tưởng là sai. Không phải là sai, nhưng mà nó lẫn quẩn. Lẫn quẩn nó khác với cái sai. Lẫn quẩn là đưa lên cao. Tu tập có đối trị, có pháp môn, có cải sửa. Thì 62 tôn giáo bạn mà cả tới bây giờ cũng vậy, cũng là tu cải sửa thôi. Tứ thiền, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thiền tông, tịnh độ, minh sát tuệ, 16 pháp minh sát tuệ toàn là tu cải sửa. Cải sửa là gì? Tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu. Rồi hết bế tắc. Rồi khi đối cảnh một cái rồi đè nén, rồi nó bật trở lại, lúc nó cặn cáo. Mất hết, tu trở lại. Đó là 62 tôn giáo mà bây giờ tôi thấy cũng vậy thôi. Cái gì để hỏi coi có ai giảng quả nhập lưu nó sáng tỏ không? Không. Người giảng sáng tỏ là làm sao tu? Làm sao hạ thủ công phu? Mà nếu làm sao thì ta lẫn quẩn nữa. Mà không làm sao, không pháp môn, không thầy, thì bây giờ chẳng lẽ con cứ vậy hoài sao? Mình tôi thấy cái đạo Phật rất là khó. Bị đi ngược dòng đời. Dòng đời tu là phải có phương tiện đầy đủ, có tiền bạc, có chùa to, cột lớn này kia đủ hết. Trái lợi muốn tu đạo Phật phải sống thanh bần đơn giản, thiểu dục tri túc. Đó là cái tựa của 40 kinh 42 chương. Ít muốn biết đủ. Còn bây giờ chúng ta muốn nhiều quá, không bao giờ thỏa mãn. Cái chùa với cái tịnh xá mình bây giờ nào là điện thoại di động, rồi có băng sang đĩa sang này kia, là mình làm thành ông thợ ở ngoài. Tối ngày lo sang đĩa, lo thâu đĩa, thâu băng, rồi điện thoại bàn, rồi điện thoại di động, kêu tối ngày. Đó là A-la-hán thì được. Còn bây giờ mấy ai A-la-hán, gì kiếm đỏ con mắt. Bận rộn quá rồi làm sao tu. Tôi về đây, lỡ xuống đây là tôi muốn đi về liền. Sao nó kỳ vậy? Hồ ở dưới tôi thì nó thanh tịnh vô cùng. Chỉ có đi bác rồi về tu. Con chuyện rồi cư sĩ nó làm hết. Có khi nào cái gì bận đó thì mấy ông tập sự công quả mới. Ở dưới công quả mà giữ 10 giới đó, không còn nào có tiền hết.
không có điện thoại bàn, không có di động, mà ngồi thiền là phải ba thôi á, cuộc một cái là tôi đập liền á, khó cái tu. À, giữ giới cho kỹ đi, mà cái tay đánh vòng xa là không được á. Ăn cơm mà lao thao là không được á. Cái đó là cái quan trọng. Năm giới năm hạnh, năm hạnh là người tu. Thì hồi xưa đó là ba gì, 3.000 giới oai nghi, 8 muôn tế hạnh, hồi xưa người ta dạy. Còn bây giờ mình có năm hạnh mà giữ không được. Bây giờ đi làm việc của cư sĩ, đi sửa điện, sửa này kia, đi sửa. Cái đó mình kêu cư sĩ vô sửa cho mình, đi sửa. Mà mặt không có ống, không có gì mà leo cho nó sửa. Rồi sơn phết tịnh xá bắt mấy ông tỳ kheo đi làm. Ở ngoài thất nghiệp cái đống tụi Việt kiều nó về, nó bỏ tiền nó mướn thiếu gì. Ông thầy tu là phải giảng pháp, giảng cho rành, mà mình chính mình phải thực hành, mình phải đắc quả trong pháp mình giảng. Còn không là nói dối người ta, gạt người ta. Mình giảng sơ thiền rồi mình phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mình tu mình mới biết cái sự khác nhau. Trong kinh không có giảng cái khác nhau. Cái chi ly đó là ý tại ngôi ngoại, cái ý nằm ngoài lời dân. Mình đi sâu vào thực chứng trong đó thì mình mới thấy cái chỗ mà cái ý, cái lắt léo mà Đức Phật không thể giảng được. Mà ai thực chứng qua thì mới hiểu. Cũng như bây giờ tôi giảng cõi trời sắc giới mấy gì mà biết được tôi chịu thua. Nó khác với cõi này. Mà nó cũng nằm ở trong này. Cái sắc thân bên ngoài là cõi dục, mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Còn cõi sắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là tất cả các dây thần kinh. Thị giác thần kinh, thính giác thần kinh, khứu giác, vị giác thần kinh, xúc giác. Mà chúng ta đâu có thấy. Chỉ nào khi bệnh nó chích thịt, đó là sắc thân bên ngoài. Chích gân là sắc thân bên trong. Đó là cõi sắc giới. Còn cõi vô sắc là cái đầu. Còn khó hơn nữa, nó là dây thần kinh ốc, thần kinh trung ương. Nó là cái chỗ tư tưởng mượn mà phát hiện. Còn thần kinh là chỗ cảm giác mượn mà phát hiện. Thành ra cái sắc thân bên ngoài này gọi là đoàn thực. Ăn uống ngủ nghỉ được, ăn cho nhiều, ăn cho đồ ngon, rồi ỉa phẩn cho thúi. Chết rồi hôi rình. Rồi cõi xúc thực đó thì người ta không có ăn. Ta ăn cái hỷ lạc thôi. Quý vị nhập sơ thiền, nhị thiền rồi quý vị cảm thấy hỷ lạc. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh. Bên Đại Thừa nó nói quá cô đọng. Còn bên bên Nam Tông thì nói rành. Mới rành mà chưa chắc mình hiểu, mà hạ tủ nữa nữa bữa nào rảnh tôi giảng lại. Vì tôi có đi vô cái đó. Cái bất tử, cái Phật tánh thì tôi mù mờ, tôi không dám xác nhận. Còn cái thiền này là tôi đi vô nhiều lần. Mình phải thực hành rồi mình giảng thì nó rành. Phật tử ta cần cái gì? Cần cái giảng rành của mình. Người ta đầu tắt mặt tối kiếm ăn đổ mồ hôi. Người ta cầu nhà sư là chỉ người ta cái pháp để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ. Còn mới không cũng chỉ người ta về cõi trời chứ ở cái cõi này sao? Mà cõi trời ở đâu? Thì cái sắc thân thứ hai, tất cả các dây thần kinh. Mà nếu quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ thấy cái cõi trời sắc giới. Nó không có sắc thân. Nó toàn là bên đó là không có mặt trời mặt trăng. Sống bằng cái hào quang của mỗi người. Nó chết không có chết nguyên con như mình, mà nó biến mất. Nó biến rồi nó lên cõi trời cao hơn, hoặc là sa đọa xuống dưới này. Quý vị làm sao hiểu? Quý vị khi nào thấy được cái dây thần kinh mình đâu? Còn quý vị coi cõi trời, quý vị nhìn người ta đó qua, thấy cái dây thần kinh bên trong luôn. Nó chỉ là cái hào quang. Nếu mỗi khi mình sân đó, thì hào quang mình biến thành đó. Mà mình thanh tịnh đó thì nó trong suốt màu vàng. Còn mình an lạc thì nó màu xanh. Còn mình ngu si đó thì cái màu hào quang màu đen. Mà có bao giờ mình thấy được đâu. Mình ngồi thanh tịnh rồi tính tỏ mà nhìn các mình thấy. Thì đó là bắt đầu đi vào thiền đó. Nó cõi trời sắc giới là người ta có thể nhập 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng, 7 năm. Không ăn uống gì hết. Sống bằng cái gì? Sống bằng cái cảm giác kêu là xúc thực. Cõi trời vô sắc là sống bằng tư tưởng.
không có xúc thực nữa, mà cái thân thứ ba. Thân thứ ba là cái gì? Sống bằng cái đầu. Rồi không có đầu nữa, sống bằng cái tưởng tượng, cái mông lung bao la. Thì ăn bằng cái gì? Ăn bằng tư niệm thực. Tư là gì? Tư là ý chí, là mạt na. Niệm là gì? Niệm là tư tưởng. Mạt na mới đem những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tưởng tượng hư không, vô biên thức, vô biên, vô sử, phi phi tưởng. Rồi chìm đắm ở trong đó. Thôi tôi nói sơ thôi, để rồi quý vị tu. Bây giờ nói cũng như tôi nói dốc, quý vị làm sao hiểu được. Rồi cái sắc thân này quý vị còn chưa hiểu nó mà. Mà kinh Nam Tông thì rất rành. Bây giờ chúng ta đi vô heo. Thì ở đây là cuối cùng Đức Phật cũng khuyên, dầu cho nhập lưu nhất lai bất lai là hán gì, cũng lấy cái tinh tấn là gốc. Chỉ có tới Như Lai thì tinh tấn với Như Lai là một. Còn Bồ Tát Thánh cũng phải tinh tấn. Thành ra tôi có bài thơ tôi đọc hoài trên đường đạo: không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Thì giờ chúng ta vô cái bài.